đêm rồi tôi lang thang phố vắng. Đây là xe đúng không? Đây là cái này à? Có được không? Đi đâu mà xa thế? Đi nhá. Anh ở dưới Nam Định cơ. Thế vừa đâu về đấy? Ở đây đấy. Lần đầu tiên vào đây hả? Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Sáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc mềm ống à thật dễ thẫn thờ, ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạn chờ mưa, từng đêm về thơ thần thức làm thơ. Khá là xa. Quen hết 3 tiền. Quen là 106.000 nên 100 được. 110 em thấy Sài Gòn thế nào? Hả? Em thấy Sài Gòn thế nào? Hơn Hà Nội nhiều. Hơn Hà Nội cả. Thôi không có ấy đâu, anh không có 40 đâu thôi, em cầm 50 đi. Em cảm ơn nhé. Ok. Ok anh đi nha. Đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Tuyển. Ở nay là một cái video chạy đêm của mình và mình biết rằng có rất nhiều bạn cũng đón chờ cái video này, nhưng mà hôm nay mình mới thực hiện được tại vì cái thời tiết của Sài Gòn nó cứ kiểu ẩm ương ấy, ban ngày thì nắng, ban đêm bắt đầu 5-6 giờ bắt đầu cơn cúa mưa, thế là mình không đi làm được, nên là hôm nay nó cũng mưa đến khoảng 8 giờ tối thì bắt đầu mình thấy tạnh thì bắt xe ra ngoài. Và bật tuyến đầu tiên thì bạn này đấy, bước từ Thủ Đức sang bên quận 7, 20 cây số là tuyến này là 106.000, nhưng mà mình lấy bạn 100.000 thôi. Về địa lý của Sài Gòn thì nó khá là rộng, mỗi quận nó cách nhau khoảng 20 km cơ, còn so với Hà Nội thì còn thua anh em ạ. Nếu mà chạy một chuyến xe mà 20 km ở Hà Nội thì nó bằng từ đầu thành phố đến cuối thành phố. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta bắt đầu trải nghiệm xem cuộc sống về đêm Sài Gòn nó sẽ như thế nào qua những chuyến xe của mình nhá. Và trước khi xem cái video này thì hy vọng anh em bỏ 5 giây để like video giúp mình và cho mình xin một quả sẻ nhá. Ok nhá, chúng ta bắt đầu đi kiếm tiền thôi. Mình đang ở quận 7, có rất nhiều quán nhậu và mình thấy là Sài Gòn về đêm khá là đẹp, khá là nhộn nhịp đấy. Wow. Rồi, Sài Gòn thì người ta rất chuộng những cái mũ như kiểu như này. Khá là hay, khá là an toàn. Một là ra cái đường chính này, có rẽ được trái đường chính không? Dạ. Có ra đường chính thì cái xong rồi rẽ qua cái cầu cái rẽ phải luôn. Vâng. Em đang đợi ai? À không, em đứng để đợi chuyến nhưng chưa có. À được. Bên có ôm chặt được ba là được. Có được không ạ? Được. Em đi nha. Ô tô thì không rẻ, ông này rất rẻ. Đây là như bữa còn phải luôn đi đấy. Dạ. 15.000 đúng không? Cho em 20 rồi. Rồi, cảm ơn. Ồ,
có chiếc xe luôn. Mày thế. Cái chuyến vừa rồi mình đang tính là được 50 mà ông ấy bảo 15.000 chán luôn. Thế là phải đòi 20. Đã kẹt đôi chứ. Mình nghĩ ông người có tiền nên ông không khóa một tí. Không sao, có chuyến xe khác rồi. Khoảng 4 ngã tư rẽ trái. Cái mẹo nhìn map thì anh em mà chưa biết đường thì anh em tốt nhất là cứ chọn đường thẳng trước. Sau đấy thì sẽ nhớ là đi đến ngõ ngách bao nhiêu thì sẽ dễ. Nếu không thì cứ qua khoảng mấy ngã tư thì anh em lại nhìn bản đồ một lần. Cái đấy tùy mỗi người thôi, để vận dụng một trí nhớ thôi mà. Cái khu này sầm uất gớm. À đây đây, anh đã đến nơi rồi. Nó có đường từ ngay cái đường S25 đứng biển á. À đây, anh đang đứng ở ngoài rồi. Rồi, đợi em xíu nha. Ok. Đa lý. GS25 hình như cái này đó là như kiểu Caesar cây ở Hà Nội ấy, nó sẽ mở thâu đêm anh em ạ. Ở đây cũng chỉ có đồ ăn với nước uống thôi. Đúng rồi, bạn nữ này rồi. Sao bạn lại chít ở đấy nhỉ? Em đi đường số 1 đúng không? Đi đường Cao Thị Phát nhỉ? Ok. Em đưa anh cầm đồ cho. Dạ rồi, em cầm đi rồi. Anh tưởng em bảo đối diện với S25 bên kia. Em nói vậy cho anh nhìn thấy tại sở đây nó đúng rồi, nó tắt đèn rồi này, không thấy. Em lên đi. Anh đi nhá. Em chỉ đường giùm anh nhá. Chào anh chị. Cảm ơn. Chuyến này cũng khá là ngắn thôi, 25.000, khoảng hơn 1 cây số. Anh đoán có thẻ rồi. Chợ Tân Mỹ, Nguyễn Thị Thập. Nhưng mà cũng thì thật ở đây nó lạ lắm. Quán nhậu nó còn đang sầm uất lắm. Anh đi sân bóng không? Đó là đúng anh. Đây mình gửi. Ốc đêm 66. Tại lúc em book Nguyễn Thị Thập nổi. Mãi trên kia nó khác ra nhau. Lần sau em không để cái định vị tại điểm mình đang đứng ấy. Vâng. Giờ mình đi đường này hay đường này nhỉ? Em không biết này. Không biết à? Không biết ở đây, em chưa biết từ đây bao giờ. Thì mới lần đầu chứ. Và lần đầu à? Ok, để nhìn thấy mát đây. Đi ăn một mình à? Dạ. Đi ăn một mình à? Không, có mấy bạn. Ok, em đi nha. Có tầm khoảng mấy cây anh? Khoảng 4 cây em ạ. Thế em quê ở đâu? Thái Bình à? Thái Bình gần Nam Định à? Anh quê ở đâu anh? Anh ở Nam Định. Anh cũng mới vào đây. Em vừa vào được mấy ngày thôi. Vào chơi chứ, vào làm gì đấy? Vào đi làm. À, đi làm à? Trường. Em ở thành phố à? Dạ. Em ở thành phố à? Em ở Thái Bình thôi, em ở mạng dưới thành phố một chút. Thấy cuộc sống Sài Gòn thế nào? Dạ. Thấy cuộc sống như này thế nào? Mới mẻ khá là ok. Thế là nhiều cái chi tiêu này nó bị cạnh hơn nhiều lắm. Chưa nhiều. Trước đấy là có ở Hà Nội không? Em ở Hà Nội cái năm rồi mà. Em mắc gì đấy quý vị? Cho anh 30. Lên được. Ok, anh mừng anh mình. Em cảm ơn anh nhé. Ok, tùy nhé. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Ok, tùy.
Mì nhìn ngon luôn. Hủ tiếu mì nuôi bánh canh. Thì mình được ăn bánh canh ở đây khoảng 3-4 lần rồi. Mình thấy hương vị khá đậm đà, khá là ngon anh em ạ. Nó giống kiểu như bún của mình ấy, nhưng mà nó sợi nó to hơn mà nó mềm hơn. Hôm nào mình sẽ review hơn cho anh em xem. Sân bóng thì so với ở Sài Gòn thì nó sẽ không bằng sân ở Hà Nội được. Với lại chắc khu này nó khu ngoại thành rồi nên là nó cũng không thể sạch sẽ đẹp hơn được. Cái ngò này khó là nhỏ, lớn nhỏ. Đây là cầu Nguyễn Văn Cừ, nó sẽ nối liền giữa quận 8 và quận 1. Sang bên kia cầu là chúng ta đã sang quận 1 rồi. Quận 1 thì thường nó là trung tâm của Sài Gòn. Chúng ta đã sang ở bên phía quận 1. Và đây là đường Trần Hưng Đạo. Ủa, anh em nhìn đường rộng chưa? Ở bên này thì chủ yếu là các quán nước còn nhiều thôi. Còn nó không nhiều như quán nhậu như ở bên kia. À thì kề này. Bên kia đường khá là thoáng này. Giờ mình sẽ khám phá thử xem trong bùi viện nó có những gì anh em nhá. Hình như bùi viện sang bên kia rồi phải. Đây là con phố Bùi Viện. À không phải. À đúng rồi. Đây phố Bùi Viện đây anh em ơi. Ui cả thật xinh quá. Khá sôi động. Ui mấy thằng còn không nhỉ. Yeah.
thế nào. Quẩn chợ Bến Thành, quẩn. Mình cứ nghĩ là cái cổng này nó phải cao lắm cơ, nhưng không ngờ nó cũng không cao lắm, khá là cổ kính. Nhưng mà đường bên này như nó đang làm, đang mở đường thì phải nè. Cửa Tây. Cái chợ Bến Thành thì nó giống như kiểu chợ Long Biên của Hà Nội ấy. À quên, đến với chợ Đồng Xuân của Hà Nội. Xịn ghê. Bạch nhỏ. Và đây, trước mặt các bạn đây đang là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khoảng 12 giờ đêm. 12 giờ đêm mà sầm uất ghê. Wow. Nó sẽ có một cái công viên ở giữa để mình đi bộ, còn hai bên vẫn là đường đi thôi. Nhưng mà vẫn còn khá là đông đấy. Thời tiết thì khá là dễ chịu, mát mẻ. Giờ mình sẽ dạo vòng vòng xem thế nào đây. Đây có khách sạn. Wow, đẹp chưa anh em ơi. Kia là tượng đài Bác Hồ Chí Minh và đằng sau đó là nhà văn hóa thì phải. Mình không rõ nó là nhà gì, nhưng mà rất là đẹp. Hoặc là nhà truyền thống gì đó, hoặc là bảo tàng. Mười hai giờ tròn luôn anh em ạ. Kiếm chỗ ngồi thôi. Ở đây nó còn một cục đường chính nữa đang làm này. Rất là nhiều quán xá, khá là sầm uất. Giờ mình sẽ nghỉ tạm ở đây, hy vọng rằng sẽ có chuyến để về. Tại vì giờ cũng tầm 12 giờ rồi. Happy New Year 2022. Bên kia có một con CB 1000. Đúng 12 giờ nhá, 12 giờ 3 phút. Và chúng ta đang cách nhà khoảng 15-17 cây số. Đi chơi xa ghê. Anh không biết cái nhóm của em nó có thật hay không ấy. Em có gì làm chứng không? Dạ em có hình ảnh hồi bữa em có mua, em có làm bánh mì em phát ha. Chứ em chưa có làm hoạt động này bao giờ, đây là lần đầu tiên em làm á. Nên là em không có chuẩn bị mấy cái giấy tờ. Thôi để anh một là hộp nè. Hộp này là hộp sô cô la đúng không? Dạ. Hộp gạo nè. Bao tiền đấy? Dạ 32.000. 32.000 à? Sao lẻ vậy? Bị lừa hay không rồi, tôi anh cứ ủng hộ bọn em vậy. Cảm ơn anh. Các bạn ấy bảo là các bạn đang sinh viên đang gây quỹ ủng hộ gì trẻ em gì nhi đồng hay sao ấy. Cái hộp này thì các bạn bán 32.000 thôi thì coi như ủng hộ vậy, hoặc là mình bị lừa. Nhưng mà thôi bị lừa quen rồi. Thằng nào cũng đang khát nước. Cái nước này hơi nhạt anh em ạ, chẳng có vị gì cả. Không biết vị lừa hay không. 2000 years later.
mình đã đứng ở đây được nửa tiếng và lang thang cũng nửa tiếng mà cái bản đồ nó vẫn trống trơn thế này, người thì cũng về gần hết rồi mà không thấy một tiếng chuông nào anh em ạ. Mình cứ tưởng là vào trung tâm này thì được sẽ được nhiều chuyến xe nhưng mà không, thực ra là mấy quận khác sẽ có nhiều chuyến xe hơn. Thì chắc là mình sẽ xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Một video nói chung là chạy xe và kết hợp với đi dạo phố xem đường phố Sài Gòn buổi tối nó có những gì, và khá là đẹp đấy, khá là nhộn nhịp đông vui và đặc biệt là rất nhiều quán nhậu. Và mọi người có yêu mến cái nội dung mà chạy đêm thế này thì có thể cho mình một like nhá, và có ý kiến đóng góp gì thì cho mình một ý kiến. Còn bây giờ chắc là mình sẽ trở về nhà thôi. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video gần nhất. Ok, bye bye.